Đây, lầu 1, lầu 2 bên đây. Ghê quá, tôi sợ độ cao lắm. Bây giờ là anh với lại thì Khả Ngân sẽ nhảy nhẹ xuống đó. Rồi trong 15 tháng sĩ lên trên lầu thượng nhảy xuống trước. Mình anh lát sẽ ở ngoài cái vòng tròn kia đúng không? À đúng rồi. Thằng bé thật là thông minh. Rồi, con mời chưa đi con. Cái này là mình chưa chơi ra mình mới ngọt. Chị con lại chưa sợ tình hình cái đầu. Cuộc đời của con người mà, cái gì cũng phải trải qua. Tất cả chuẩn bị tập trung năng lực. Hey, that's a lot. Trời ơi là trời, chơi trò chơi gì mà ngu dữ vậy trời. Trời ơi. Vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, chiến thắng bản thân là khởi đầu của mọi chiến thắng. Đó là cầu chú. Và bây giờ chú sẽ chiến thắng bản thân chú bằng cách mình chơi được cho khác được không? Bố thân chú ơi, chú phải lấy động lực cho con chứ. Không có việc gì mà có thể chiến thắng bản thân là chiến thắng khởi đầu cho mọi chiến thắng. Không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi dài là biển, quyết giác là biển. Giờ khá được không? Quá! Ờ, chị lấy cho nó giỡn nhảy. Thôi chú đi trên đây nè. Con giỏi lắm, cố lên con gái. Cố lên. Giỏi vậy? Ok không? Chú ơi, đã xong. Để chú đi. Sợ vậy thôi chứ đi xe thường. Vui lắm. Thiệt. Sao con bé lại giỏi quá ta? Sao mình nhục dữ trời? Thiệt, thiệt. Vui lắm, vui lắm. Mình không thể là nhục như vậy được. Chú phải vượt qua được. Vợ chú vượt qua được mà. Con nhỏ như thế này. Ladies and gentlemen, welcome to một cặp vàng. Quý vị hãy tập trung. Coi cháu tôi bay cao được bao nhiêu mét? Oh my god, sợ quá. Thôi chú sợ, thôi chú leo, quyết định leo đi. Tính con thiệt. Thôi leo, leo. Không, chú leo lên mấy khó đó, chú nhảy một cái tẹp thôi. Thôi leo đi, sợ cao. Chơi đâu? Thôi, sợ lắm. Ở đây có gì chơi nữa không? Hôm ấy mình đạp dịch cho nó an toàn. Sắm cái khu du lịch gì chơi trò chơi gì tôi sợ quá. Thì hay ra bắt bướm đi cho nó an toàn. Thôi, chú thì nó giờ chú lên chơi với mình. Thôi, không lên, kiếm khác chơi.